Hello anh em và chào mừng em đến quay trở lại với Latte World, thế giới công nghệ. Cũng đã đến gần hết năm 2023 rồi đúng không nào? Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng ngồi lại và tổng hợp lại xem trong năm vừa qua thì có những chiếc laptop nào mà nó hợp lý cho chúng ta trong tầm giá. Và hôm nay thì mình sẽ tổng hợp cho anh em những chiếc laptop có card đồ họa RTX 4050. RTX 4050 là một trong những card đồ họa mà mình đánh giá và rất nhiều người dùng đã sử dụng đều đánh giá là một trong những con card đồ họa nó rất là đáng mua trong mức giá nó rất là mềm anh em ạ. Và có mức VRAM cao cũng là một cái hiệu năng cực kỳ hợp lý để em có thể dùng để làm việc, chơi game, thậm chí những con game nặng ở mức setting cao nó đáp ứng cao rất là tốt và ăn ít điện cho nhiệt độ rất là mát nữa. Thế thì hôm nay mình sẽ mang cho anh em tận 6 chiếc laptop gaming luôn để anh em tha hồ lựa chọn nhé. Và tất cả những chiếc máy này thì mình đã đều có video review khá là chi tiết rồi, cho nên là link của những cái chiếc máy đó, video đó thì mình sẽ gắn ở góc bên phải phía trên để anh em có thể nhấn vào đó để tham khảo chi tiết nhất về từng chiếc máy. Và tất nhiên rồi, link của từng sản phẩm hôm nay mình review cho anh em thì mình cũng sẽ đều để bên dưới phần mô tả video này nữa, cho nên anh em có thể click vào đó để tham khảo chi tiết nhất về thông số cũng như là mức giá tại thời điểm mà anh xem video. Bây giờ chúng ta hãy cùng tới ngay với vị trí đầu tiên, chiếc laptop đầu tiên trong mức giá nó rẻ nhất. Đây là con card đồ họa 4050 có mức giá rẻ nhất mà chúng ta có thể giữ thời điểm hiện tại, và đó chính là chiếc MSI GF63 Thin. Không né được đúng không anh em, nó sẽ phải là GF63 Thin, bởi vì giá rẻ là chúng ta phải nhắc đến GF63 Thin. Đây sẽ có mã là 12VE460VN anh em nhá. Trong mức giá chỉ có khoảng hơn 19 triệu thôi. Hơn 19 triệu chúng ta có i5 Gen 12 12450H, chúng ta có RAM 8DDR4 bus 3.2 nâng cấp thoải mái lên 64GB, SSD 512 và card đồ họa RTX 4050 6GB RAM. Chỉ cái con 4050 ở trên con GF63 này nó ăn 45W điện thôi các bạn, nó không quá cao. Thì anh em biết rồi đấy, trên một cái thiết bị laptop gaming mà nó chỉ có một quạt tản nhiệt thì thường anh em rất là đắn đo. Nhưng mà với con 4050 cộng với cả một con i5-12450H này nó thậm chí không ăn quá nhiều điện cho anh em. Cho nên là cái nhiệt độ đưa ra nó rất là dễ chịu anh em nhá. Chỉ trong ngưỡng khoảng độ 50-60 độ C cho tất cả các vụ chúng ta sử dụng hàng ngày. Chỉ cần là anh em vào trong cái Cooler Boost, anh em bật nó lên, quạt tản nhiệt quay max ping thì lúc này nhiệt độ siêu mát cho anh em. Mỗi tội là nó hơi ồn một chút mà thôi. Chúng ta hãy cùng sang tới chiếc máy thứ hai trong sách này, sẽ là chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3. Thì một cái tên mà gần như là gaming quốc dân của 2023, khi mà đã nhắc tới laptop gaming giá rẻ thì không thể nào bỏ qua được IdeaPad Gaming 3, bởi vì nó gần như là một cái dòng laptop gaming quốc dân mới của nhà Lenovo rồi. Khi mà họ đã đẩy cái dòng Lenovo Legion 5 lên một cái tầm phân khúc cao hơn và đưa cái thiết kế của Legion xuống cái dòng IdeaPad Gaming 3 và mang lại cho người dùng nhiều thứ hơn, build đẹp, cứng, chắc hơn và tản nhiệt mát mẻ hơn, thoáng hơn. Khe thoát gió thì rất là rộng mở và cổng kết nối rất là nhiều đó. Những cái điểm mà rất là ưu điểm của những cái con IdeaPad Gaming 3 đúng không nào? Thì đây sẽ là một phiên bản 2023 cho anh em luôn nhá. Và cái combo cấu hình này sẽ là một cái combo đến từ AMD, chúng ta sẽ có là AMD Ryzen 7 7735HS. Thì với một con Ryzen 7 dòng HS chúng ta sẽ có ở đây sẽ là 8 nhân và 16 luồng, sẽ có xung nhịp turbo trên 8 nhân hiệu năng cao sẽ là 4.75GHz. À, đây gần như là một cái phiên bản gọi cải tiến lại của con Ryzen 7 6800H thôi, không quá nhiều điều đáng kể anh em ạ. Quan trọng ở đây là anh em sẽ có những cái gì trong tầm giá khoảng 20 triệu nữa. Anh em sẽ có đây một con RAM 16DDR5 băng thông 4800 và có thể nâng cấp nha. SSD 512M2 và các đồ họa RTX 4050 6GB RAM GDDR6. Hấp dẫn đúng không anh em? Thì khi mà chúng ta đã lựa chọn một con IdeaPad Gaming 3 và trong cái tầm giá này có sẵn RAM 16, có sẵn card RTX 4050, có một cái màn hình cũng là khá tiêu chuẩn của con laptop gaming tần số quét 120Hz, thậm chí gánh cho anh em vào những con game kiểu 3A nặng đô một chút. Anh em có muốn quẩy Horizon Zero Dawn, Spider-Man Miles Morales hay là Forza Horizon 5 này, hay là chúng ta có muốn quẩy cả GTA 5 các thứ, combo này sẽ gánh cho anh em một cách rất là tốt. Và đó là chiếc máy ở vị trí thứ hai, một chiếc máy cũng theo mình đánh giá là cũng sẽ khá ngon trong mức giá nó cao một chút so với cả GF63 Thin, nhưng mà bù lại thì anh em sẽ có nhiều thứ hơn khá nhiều đúng không anh em. Đó là chiếc máy vị trí thứ hai. Chúng ta cùng sang chiếc máy vị trí thứ ba, cũng sẽ là một anh em sinh đôi với cả IdeaPad Gaming 3, đó chính là chiếc Lenovo Lock 15. Thì một cái tên khá là mới nổi đúng không anh em, 2023 chúng ta bắt gặp cái sản phẩm này. Nó gần như là một cái chiếc IdeaPad Gaming 3 mà thay cái logo IdeaPad, chứ nó không có gì khác biệt nữa cả. Ở đây chúng ta sẽ có một cái con CPU mình đánh giá là ngon hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ có một con AMD Ryzen 7 7810HS anh em ạ. Thì với con này nó cũng sẽ có trong ta là 8x16 luồng, nhưng cái xung nhịp turbo trên 8 nhân hiệu năng cao có thể đẩy lên tới là 5.1GHz. Hiệu năng của nó thậm chí là ngon hơn, nhỉnh hơn một chút so với cả i7 13700H. Cho nên là trong cái tầm giá nó mềm như thế này mà chúng ta lựa chọn đâu ra được một con 13700H đúng không anh em. Mức giá của nó hiện tại chỉ có hơn 21 triệu. Nó gần như là nó gọi là rẻ thối ra luôn anh em ạ. Quá rẻ cho chúng ta để có thể lựa chọn. Chúng ta sẽ có một cái điểm hơi thiệt một chút, đó chính là chúng ta chỉ có RAM 8DDR5 và băng thông 5600 thôi. Nhưng mà chiếc máy này nó lại cho chúng ta khả năng nâng cấp RAM thoải mái
Và hơn nữa là RAM bây giờ thì để mà sắm một con RAM 5 trong mức giá bây giờ thì nó quá mềm. 700-800 nghìn cũng có đúng không anh em? Thì cái việc anh em nâng cấp bây giờ nó gọi là dễ dàng hơn rất nhiều và nó gần như không khác gì trong cả DDR4 nữa rồi. Mà băng thông cao hơn, sử dụng sướng hơn rất nhiều. SSD 512 PCIe Gen 4X4 anh em nhé, tốc độ rất là cao. Và card đồ họa cũng là RTX 4000, 6GB RAM. Nếu như mà anh em muốn một con laptop mà vừa có card mạnh, vừa có CPU mạnh mà lại phải trong tầm giá mềm thì đây sẽ là một sự lựa chọn mình nghĩ là hàng đầu cho anh em. Chắc chắn rồi, 21 triệu để mà có một con CPU hiệu năng ngon như thế này, điện năng ăn ít, nhiệt độ mát mà lại còn có cả một con card đồ họa tích hợp không phải yếu. Radeon Graphics 780M đây là một con card đồ họa tích hợp mà gần như là mạnh nhất ở trên laptop thời điểm hiện tại rồi. Khó để tìm được một con card tích hợp nào khác mà mạnh hơn được nữa rồi. 780M sẽ là một sự lựa chọn mình thấy nó khá hợp lý nếu như mà anh em muốn sử dụng tiết kiệm pin. Anh có thể disable cái card đồ họa rời đi và sử dụng nguyên card onboard thôi. Thì lúc này hiệu năng nó đưa ra so với cả hãng công bố thì cái con 780M này nó cũng phải mấp mé đâu đó ngang ngửa với cả 1650 đúng không nào? Thì bây giờ anh em không thật sự là không cần thiết, nếu mà sử dụng tác vụ nhẹ thông thường không cần thiết tới một con 4050 nữa, để nguyên card tích hợp thôi đã quá đủ dùng cho anh em mà nó tiết kiệm điện hơn rất là nhiều nữa. Pin của nó cũng là viên pin to 4 cell 60W, không phải là viên pin bé. Chiếc máy này nó có thêm một cái nữa thì chính là bàn phím LED RGB 4 vùng nhưng mà cũng gọi là có LED rồi. Điểm trừ nhỏ một chút nữa này, đấy chính là trọng lượng, nó sẽ vào khoảng độ 2,4 kg, nhưng mà sẽ hơi nặng hơn một chút so với cả phản bằng chung laptop gaming hiện tại. Nhưng mà mình thấy là những cái sự đánh đổi như thế nó không đáng kể một chút nào cả. Bù lại chúng ta có quá nhiều thứ ngon nghẻ trong tầm giá này mà chúng ta không thể lựa chọn một chiếc nào khác mang lại cho chúng ta hiệu năng CPU ngon, hiệu năng trên GPU ngon, tản nhiệt mát, rồi là RAM nâng cấp, SSD nâng cấp thoải mái như thế. Mọi thứ đánh đổi là quá xứng đáng. Thêm cả màn hình 144Hz, thêm cả LED RGB bàn phím 4 vùng, quá xứng đáng. Thật anh em như vậy luôn. Và chiếc máy ở vị trí thứ 3 anh em nhá. Tiếp theo chúng ta cùng sang tới chiếc máy tiếp theo, đó chính là chiếc Asus TUF Gaming A15FA507NU LP034W. Thì chiếc máy cũng là một phiên bản 2023 của nhà TUF Gaming. Ở đây chúng ta sẽ có một con AMD Ryzen 7 7000 series. Em nói nó sẽ được sử dụng một con Ryzen 7 7735HS anh em ạ. Với phiên bản 7735HS này thì chắc chắn rồi hiệu năng của nó sẽ không thể lại được bằng so với cả cái con 7840HS được. Đó là cái rõ ràng rồi đúng không anh em? Xung nhịp turbo trên con này chỉ 4.7 thôi, trong đó con kia 5.1. Nó là ngon hơn rất nhiều. Và thêm nữa là RAM của nó cũng sẽ chỉ có là 8GB RAM DDR5, bus sẽ là 4080GHz mà thôi, cho chúng ta khả năng nâng cấp thoải mái trên cả hai slot. Và SSD sẽ là 512M2 và card đồ họa RTX 4050. Thì riêng với cái phiên bản này, cái điểm mà đáng giá nhất của cái con 4050 này đấy chính là nó bung được hết hiệu năng cho anh em. Tức là nó đẩy hết được 140W điện trên con GPU này, không hề bị giới hạn. Năm nay thì TUF làm hệ thống tản nhiệt tối ưu hơn rất nhiều, nó không hề bị giới hạn quá nhiều như phiên bản trước đây. Thì chúng ta chia tay và trải nghiệm, chúng ta sẽ thấy là mặc dù bung hết hiệu năng nhưng mà nhiệt độ rất căng, lên khoảng độ 80-90 độ. Thì với những phiên bản năm nay chỉ vào khoảng độ 7x độ thôi, nó sẽ là tối ưu hơn rất nhiều cho người dùng. Và về cái độ bền của các linh kiện bên trong cũng sẽ đảm bảo cho chúng ta thêm một cái thời gian nó dài hơi hơn là khá nhiều anh em ạ. Đó là về cái thông số cấu hình của chiếc laptop này, để mà anh em có muốn sử dụng để làm việc này, chơi những con game kiểu AAA các thứ này sẽ rất là hợp lý. Hay là có một thứ mình rất thích trên chiếc máy này nữa mà nó đi cùng với cả cái tầm giá này cho mình thấy cũng là hợp lý nữa, đó chính là về cái nhu cầu làm đồ họa. Thì mỗi khi mà một con laptop gaming ở đấy mà mình nhắc về cái việc làm đồ họa thì rõ ràng là nó phải có một chiếc màn hình đẹp đúng không nào. Thì ở đây anh em sẽ có một chiếc màn hình 15.6 inch Full HD IPS, tần số quét 144Hz như một chiếc laptop gaming kiểu cơ bản thông thường, nhưng mà cái phủ màu của nó khác biệt một chỗ là nó đẩy lên được trong tầm tới 100% sRGB chứ không kiểu bị giới hạn lại như con laptop gaming khác nữa. Thì bây giờ anh em sẽ có một cái màn hình với phủ màu cao hơn, đẹp hơn, 75% NTSC cơ mà. Độ sáng thì vẫn sẽ là 200 nits, nhưng mà về cái phủ màu nó sẽ là cao hơn để anh em có thể sử dụng cái tác vụ đồ họa hợp lý hơn. Thì với đại đa số người dùng bây giờ, mình thấy ra là 100% RGB nó là rất đủ để chúng ta sử dụng để thiết kế đồ họa đẹp anh em nhá. Không cần thiết phải cao quá, sợ là lên kiểu những cái màn màu nó đẹp quá, 100% RGB, 100% DCI-P3 các thứ thì cái delta E của nó sẽ hơi bị lệch hơn nhiều đúng không anh em. Thì cái màn hình này mình thấy nó là đủ đẹp, trong mức giá nó mềm hơn cho anh em, đỡ phải đánh đổi nhiều đúng không anh em. Tiếp theo nữa, một thứ nó cũng đáng giá trước máy này, đó chính là về pin 4 cell và 90W. Đó, pin to, chúng ta có thể tối ưu tắt các đồ họa rời đi, sử dụng tiết kiệm pin. Thì em máy này sẽ cho chúng ta thời gian trụ pin là trâu hơn đại đa số những chiếc laptop gaming khác trong chiếc lần này anh em nhá. Và cái thứ tiếp theo, thứ cuối cùng mà khiến cho mình cảm thấy chiếc máy này nó xứng đáng từ đồng tầm giá, đó chính là đây là sản phẩm chính hãng. Em nói cho chúng ta bảo hành tới 24 tháng chính hãng Asus Việt Nam anh em ạ. Đó, thì có thể những con máy khác thì bảo hành 12 tháng thôi, thì chiếc máy này bảo hành chính hãng 24 tháng sẽ là một cái lợi cho người dùng. Và trong tầm giá mềm 23 triệu là chúng ta đã có thể sử dụng chiếc máy này rồi. Một cái chiếc máy tiếp theo mình mới review cho anh em xong,
mình cũng đánh giá đây là một chiếc máy khá ngon, mang lại một cái sự cân bằng cho người dùng trong tầm giá, và hơn thế nữa là nó cho chúng ta nhiều thứ. Đây là chiếc Acer Predator Helios Neo 16 2023. Cái chiếc máy này mình cũng đã nói khá là nhiều, mình nói cả trên clip YouTube, cả TikTok rồi, thì chúng ta sẽ có những cái điểm rất nổi bật chiếc máy này. Ví dụ là thứ nhất, nói về Acer, laptop của mình Acer, chúng ta sẽ có hệ thống tản nhiệt siêu mát. Nó phải gọi là siêu mát lạnh luôn. Khi mà mình quẩy game AAA trên con máy này để Ultra Setting mà nó chỉ cho chúng ta cái nhiệt độ mấp mé chưa tới 60 độ C nha anh em. Đấy, Ultra Setting game AAA nhá. Thì anh em biết là tản nhiệt nó mát cỡ nào, mà khi mà mình chạy Switchband R23 Manticore sang nữa thì nó cũng chỉ ăn đâu đó vào khoảng độ 79 đến 82 độ C hết cỡ rồi. Không lên được nữa. Thậm chí không có throttling. Thì rõ ràng đây một chiếc laptop trong hệ thống tản nhiệt là siêu mát. Nhiệt độ sẽ là cái thứ ảnh hưởng chính tới cái tuổi thọ các linh kiện, thì một chiếc laptop mát sẽ là một cái lợi thế cho người dùng lựa chọn hơn rất là nhiều. Cái chiếc máy này nó có trong ta cái thông số cấu hình như sau. Thứ nhất là một con CPU i5 13500HX. Đấy, CPU HX thì hiệu năng của con này nó theo mình đánh giá là khá mạnh. Nó đâu đó sẽ ngang ngửa với cả một con i7 12700H. Đó. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có RAM 16 sẵn luôn, DDR5, băng thông sẽ là 4800MHz, SSD512 và card đồ họa RTX 4050 6GB RAM. Thì con 4050 này nó cũng được đẩy max power luôn nha anh em, 140W. Nhưng mà theo mình test thực tế thì mình chưa test con game nào nó bơm được lên tới 140W cả. Nó chỉ giữ trong ngưỡng khoảng độ 90-100W thôi. Còn khi mà mình chạy format thì nó cũng chỉ ăn lên tới 140W ở quãng đầu thôi. Còn sau đó khoảng độ 5 phút sau thì nó về khoảng 120W và giữ ổn định để hết luôn. Nhiệt độ rất là mát, trong khoảng độ 75 độ nếu mà mình chạy mapping như thế anh em nhá. Ok, cái thứ tiếp theo mà cũng làm nên cái sự nổi bật của chiếc Predator Helios Neo 16 này đó chính là về cái phần màn hình. Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình với cái kích thước rất lớn, 16 mà. Cho nên chúng ta sẽ có màn hình 16 inch, độ phân giải Full HD Plus. Chúng ta sẽ có 1920x1080, phủ màu 100% sRGB, tần số quét 165Hz. Dã man. Bây giờ màn hình vừa lớn này, vừa đẹp này, vừa mượt nữa này. Ai mà chả thích, đúng không anh em? Đó, những cái điểm nó mạnh ở con màn hình này như thế. Pin thì cũng là một viên pin to, 4 cell và 90Wh anh em nhé. Tuy nhiên thì đi cùng với cả đó chính là một con CPU HX này, rồi là màn hình lớn này, độ sáng cao nữa này. Con này là màn hình đâu đó vào khoảng 300 nit, cho nên là độ sáng nó cao hơn chút. Thì cái việc trụ pin trâu bằng so với cả chiếc thấp gaming trước đó thì nó sẽ không được trâu bằng, nhưng mà cũng phải nói đây là viên pin to. Và có một điểm đánh đổi nhỏ cho chúng ta về cái chiếc laptop này, đó chính là về cái khoản trọng lượng. Khi mà đi cùng với cả một cái màn hình lớn như thế, một hệ thống tản nhiệt to và pin trâu như thế, pin to như thế, thì chúng ta cũng đánh đổi một chút về khoản trọng lượng, đấy là em nó vào khoảng 2,6kg. Nó sẽ nặng hơn kha khá so với cả mặt bằng chung laptop gaming trong khoảng tầm tiền này. Chúng ta chỉ có khoảng độ 1,8 như ban nãy mình nói đấy, cho tới khoảng 2,2kg thôi. Thì chiếc máy này nó vào khoảng 2,6kg, tức là nó sẽ nặng hơn. Nhưng mà màn hình to hơn mà, đúng rồi anh em. Màn hình to hơn đến việc nặng hơn là dễ hiểu rồi. Hơn nữa là pin cũng to này, tản nhiệt cũng to này, rồi lại còn mát nữa này. Thì mình thấy cái sự đánh đổi như thế nó sẽ là hợp lý anh em nhé. Ok, nói hơi nhiều về Predator rồi. Nói chung đây là một chiếc máy mình thấy là ngon trong cái tầm giá này. Mặc dù mức giá nó hơi nhỉnh hơn, cao hơn một chút. Mức giá sẽ cũng sẽ là vào khoảng độ hơn 23 triệu, xấp xỉ 24 triệu anh em nhé. Giá thì mình sẽ để phía bên dưới phần link sản phẩm, tại vì mình sợ mình nói giá trên video này xong sau có mà thay đổi về giá thì nó sẽ có một cái sự không đồng nhất, cho nên anh em có thể tham khảo giá trong link sản phẩm anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ cùng sang tới chiếc máy tiếp theo, đó là chiếc Dell Gaming G15 5530. Thì đây sẽ là một con máy mà đến từ một thương hiệu Mỹ, mang lại cho anh em sự tin tưởng, một cái build quality phải nói là chắc nhất trong cái danh sách lần này rồi. Nó bằng nhựa đấy, nhưng mà không phải nhựa nào nó cũng giống nhau đâu anh em ạ. Nhựa của cái dòng Dell này nó lạ lắm, to, nó nặng và nó cứng, chắc cực kỳ luôn. Chúng ta cầm lên chúng ta thấy như kiểu là một cỗ xe tăng vậy, nó rất chắc anh em ạ. Thì mình sẽ liệt kê qua một chút về cái thông số cấu hình của em máy này. Ở đây anh em sẽ có một con i7-13650HX, tức là chúng ta đã có một con i7 dòng HX rồi. Nó là một cái lợi thế khá lớn cho người dùng. Tiếp theo chúng ta sẽ chỉ có RAM 8GB DDR5 Max 4800 thôi, nhưng mà nâng cấp thoải mái chứ cả hai khe anh em nhé. Và như mình đã nói từ nãy giờ đấy, thì cái việc nâng cấp RAM DDR5 bây giờ nó rẻ lắm, anh em không cần đo quá nhiều đâu. Ổ cứng sẽ là SSD 1TB M2 PCIe, và chúng ta sẽ có card đồ họa cũng là RTX 4050 6GB RAM. Thì với cái em máy này, nó đã có cho chúng ta một con i7 dòng HX, nó có cho chúng ta card cao, SSD cao, mỗi tội RAM hơi thấp thôi, nâng cấp sau không đáng kể. Nhưng mà bây giờ nhá, chúng ta có CPU HX là chúng ta sử dụng cái tác vụ render này, chúng ta sử dụng cái tác vụ gọi là yêu cầu về hiệu năng của CPU nhiều, nó là được rồi này, là quá ổn rồi. Đó, i7 dòng HX thì hiệu năng của nó gần như là cao nhất trong danh sách lần này rồi. Thêm nữa là 4050 của nó thì cũng ăn coi như là max power rồi.
và một hệ thống tản nhiệt trên những chiếc đeo gaming thế hệ mới này thì nó cũng đã mát mẻ hơn rất là nhiều nữa. Đó, custom ở trong Alienware Command Center, anh em nhé, kéo mắc quạt lên thì máy lúc nào cũng sẽ auto là mát mẻ cho anh em luôn. Với một chiếc máy mà trong ta build nó cứng như thế, nhựa nó dày và nó chắc như thế, đẹp như thế, thì chúng ta sẽ đánh đổi một chút về khoảng trọng lượng nữa. Đó chính là cái trọng lượng của nó sẽ là 2.65 kg anh em ạ, tức là nặng nhất trong tất cả chiếc laptop mà mình vừa kể trên luôn, nó là nặng nhất. Màn hình thì cũng sẽ là 15.6 inch, thậm chí nó nặng hơn cả cái chiếc Predator 16 inch này cơ. Đó, thì chúng ta sẽ được đánh đổi lại một cái khoản là build rất là tin cậy anh em nhé. Cổng kết nối rất nhiều và đầy đủ nữa. Và cũng có một thứ nữa mà gây nên cái trọng lượng của máy nó cũng phần nào nó hơi cao hơn, đó chính là về pin của nó không phải viên bé. Đây là viên pin 6 cell và 86 Wh. Thì nếu như mà anh em muốn kiểu làm việc ở bên ngoài cà phê các thứ trong khoảng độ 3-4 tiếng thì đây sẽ là viên pin mà mình nghĩ là có thể đáp ứng được cho anh em. Với cái combo cấu hình này anh em nhé, nhớ là sử dụng nhẹ nhàng thôi, tiết kiệm điện thôi, thì nó có thể trụ được tốt cho anh em trong khoảng thời gian đó. Và đó là tất cả những cái chiếc laptop trong danh sách này mình muốn liệt kê cho anh em. Thì anh em thấy thích chiếc laptop nào nhất? Mình thấy chiếc máy nào nó cũng có rất nhiều ưu điểm cho người dùng, đúng không anh em? Thì để mà mang lại một sự cân bằng nhất thì ở cái khúc giữa giữa nó sẽ có cho chúng ta là Tough Gaming A15 hoặc là Predator Helios N16. Nó đều là những cái chiếc laptop mà rất cân bằng, tức là mang lại đủ cho chúng ta cả về những cái màn hình đẹp, tần số quét cao, rồi là tản nhiệt mát, cấu hình mạnh, nó rất đủ như thế. Hoặc là về cái mức giá rẻ hơn thì anh em sẽ có thể lựa chọn được một con lock, nó có một con CPU rất mạnh, nó rất đầy đủ. Đó. Thì không biết là anh em sẽ lựa chọn chiếc laptop nào, anh em thích chiếc laptop nào nhất thì giúp mình bình luận bên dưới phần bình luận video này nhá. Và không biết là trong danh sách vừa rồi thì có chiếc laptop nào mà những người anh em ở đây đang sử dụng hay không, có thể confirm bên dưới bình luận giúp mình anh em nhá. Và nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn lại một chút cho laptop một like và một sub, cũng nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.